Anh á, em nè, đang làm cái gì á? Đang thay táo cho con á. Bộ con ý à? Hết to rồi à. Nhớ nha, bó phấn được vô cho nó hâm cái đít con nhỏ là tẩu chết luôn á. À, dạ có chứ, em có đi làm. Nhưng mà trời ơi, cái văn phòng này nó dán quá đi. Anh nói tới tối tới mai cũng được nữa, không có sao hết trơn á. Mà khổ nổi cái ông chủ này nè, không có chịu làm gì hết trơn á. Ông có đi hoài ê, tối ngày đi tán gái hoài thôi. Ông biết em là vợ của anh, mà ông có rủ em đi casino hoài ê. Không biết làm sao nữa. Trời ơi, em khổ ghê á. Cái điều này chắc là ông một tuần nữa thôi là em nói thiệt với anh nha, là ông sẽ đóng tiệm, ông đi ăn xin qua phê phút tem thôi chứ không nói gì hết trơn. Khổ quá anh ơi. Thôi, ông vô rồi nha, em cúp nha. Nhớ mua tá cho em, ông quên, mua tá cho con nha. Rồi rồi, em gì à, hả? Dạ nha, bye nha. Trời ơi, hung cái gì, trời ơi, khổ quá. Đúng rồi, kỳ quá, có cớ quá. Thôi cô, hôm nay mình có cái hẹn nào không cô? À, dạ thưa luật sư có à. Thế cô đã làm hồ sơ sẵn chưa? Sang tên nhà hay là ly dị? Đâu có sang tên nhà ly dị gì đâu. Không có gì hết trơn á. Chứ cái gì? Chỉ hẹn có luật sư làm 11 giờ, luật sư đi nhổ răng thôi. Tôi không hiểu làm sao bây giờ cái dạo này không ai thưa kiện gì là sao nhỉ? Có chứ luật sư, nhưng mà nó không có vô chỗ của mình. Cái đó là lỗi tại cô đó. Tôi mướn cô về đây không phải là để cho cô làm thư ký không? Đấy. Cô đi ra đường hay cô đi tiệc tùng ma chay cưới hỏi đó, cô gặp ai cô phải xúi người ta thứ đó. Chứ còn cứ tình trạng này vài tháng là tôi đóng cửa đó, tôi trở về nghề cũ. Trời ơi, nãy luật sư biểu con kêu người ta là chia rẽ hạnh phúc của người ta làm sao luật sư? Luật sư nói nè, đây nè, con có ghi nè, con ghi rõ ràng trong nè. Đó, 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 luật sư coi nè. Đó, nè ngang, đọc ngang. Luật sư nè, văn phòng luật sư Trần Trừng Trị nè. Đó, kinh nghiệm lâu năm về tội phạm hình sự cũng như đòi bồi thường dân sự khác. Đó, con ghi mẫu ngày luôn. Con nói thiệt. Cô thấy cái thành phố ở đây là bây giờ bao nhiêu luật sư rồi? Luật sư đông như kiến. Mà cô quảng cáo cái kiểu đó thì nó bình thường có ma nào nó để ý đâu. Cô lấy giấy viết ra ghi đi, tôi đọc lại. Lấy giấy viết ra. Thấy chưa? Dạ chưa. Cho con mượn cái bàn nha. Rồi cứ ghi nè. Nói đi. Luật sư Trần Trường Trị. Ghi số 1 vào. Điều thứ nhất, luật sư Trần Trường Trị nhận điện thoại trực tiếp từ trong tù. Hết tiền rồi. Luật sư Trần Trường Trị nhận điện thoại trực tiếp từ trong tù. Trầu vơ hết tiền rồi làm mẫu. Rồi chưa? Rồi. Xuống hàng. Xuống dòng. Xuống hàng. Xuống dòng. Thì cô xuống đâu đó, cô xuống đi. Dòng ở hàng gì cũng được thôi. Đọc tiếp đi. Thứ hai, cam đoan sẽ đi dự đám tang nếu thân chủ của mình bị tử hình. Thôi nữa rồi. Cam đoan dự đám tang nếu thân chủ của mình tử hình. Xuống hàng. Thì xuống nè. Cái câu này cô viết hoa cho tôi. Bớt 50% cho thân chủ nếu là quả phụ dưới 29 tuổi. Bớt 50% dưới quá phụ 29 tuổi. À đó. Trời ơi, nó thấy cái mặt luật sư nó chạy 80 độ rồi chứ đâu có làm chi đâu mà nó đó, xong rồi đó. Cô cứ ghi như vậy đi ha. Cô cứ quảng cáo như vậy đi thử vài tuần. Nếu không được thì tôi đổi quảng cáo khác nha. Alo. Dạ. Dạ văn phòng luật sư Trần Trường Trị ạ. À. Bác sĩ Quỳnh hả? Dạ có. Bác sĩ qua trao đi. Trao tới chiều cũng được nữa, nằm ngủ cũng được nữa. Trời văn phòng nó nhắn về à, không có hết trơn á. Em nói thiệt á. Qua trao đi. Thiệt á. Qua nghe. Rồi ha. Ai đó cô? Dạ bác sĩ Quỳnh. Làm thẩm mỹ Hồng Nhan đó, ở bên kia đường kìa. Tôi dặn cô bao nhiêu lần rồi? Ai gọi đến đây á thì cô làm ơn cô nói cho tôi là tôi đang có thân chủ, hoặc giả là tôi đang cãi ở ngoài tòa. Tại sao cô cứ vạch cáo cho thiên hạ xem lưng ngoài vậy? Ai gọi đến cô cũng bảo ông ấy chồng gọng thì... Cô phải nhớ rằng ông bà đã nói là nhà hàng vắng khách là nhà hàng nó nấu không ngon. Còn luật sư mà vắng thân chủ
tức là luật sư cãi dở. Cô hiểu chưa? Cô nhớ chưa? Thì đúng rồi, nói đúng rồi, cãi dở thì cãi dở chứ bắt con nói láo sao con nói được. Trong phòng luật sư mà nói láo thì ai vô? Thôi được rồi, con về làm việc. Mướn ngay con khùng. Đó, ông qua đó kìa. Hello. Hi doctor. Hi lawyer. Ba T. Hả? Gì ba T? Trần Trừng Tỷ là ba chữ T đó. Ủa? Bộ chưa tới giờ mở cửa hay sao mà văn phòng thì không có người khách nào hết trơn vậy cô? Dạ có chứ, luật sư mở từ sáng sớm tới giờ luôn á mà không có ai hết trơn á. Oh yeah. Dạ, không có người nào hết trơn á. Được rồi, bác sĩ cứ cho bình thường, cho thoải mái luôn. Đánh bạc thì cứ đánh đi. Là thua rồi quýnh làm gì làm. Không có sao hết trơn á. Lực sư con dễ chịu lắm. Sao nay rảnh như đây? Rảnh gì đâu rảnh. Ông biết mà, thời khóa biểu của tôi đó, từ sáng tới khuya đó, có lúc nào được nghỉ đâu. Ăn cũng không có thì giờ mà. Ông thấy không, đi ra đường phải bận đồ này nè. Chuẩn bị kêu về mẫu liền à. Bị sáng này có cái bà tới hẹn hút mở bụng. Chuẩn bị xong xuôi rồi, lên bàn mổ rồi, chích thuốc tê rồi, tính lấy máy ra hút bụi. Hả? À không, tính máy ra hút mỡ. Trời ơi, tự nhiên ông chồng nó xuất hiện lôi cổ về không cho hút. Nhờ vậy mới rảnh 2 tiếng qua đây tính rủ đi, ông đi ăn phở đây chứ. Ờ được, không, cảm ơn, sorry thôi. Ông thấy không nè, hồ sơ là ngập mặt như thế này thế nè, làm chưa xong nè, tôi phải ra tòa cãi bây giờ này. Nghe. Yeah. Thôi để hôm khác nha. Bận quá. Luật sư ra tòa cãi lộn nha, luật sư. Đâu có ai đâu mà cãi. Trời ơi, đi ăn phở đi. Tao này ăn bánh mì với xì dầu không? Trời ơi, nó ăn chết luôn. Cô à, cô nói tôi mới để ý nha. Cái văn phòng này tôi bước vô tôi thấy sao mà nó yên tĩnh quá. Tôi thèm được cái không khí vắng vẻ vậy mà không được á. Bên phòng mạch của tôi thì ui cha nó ồn ào, bệnh nhân đẩy ra không hết. Nói gì vừa tôi cha. Móc họng nữa đi. Không, tôi không móc họng, tôi nói thiệt. Nè, mở một cái văn phòng ra mà nó vắng như vậy là quý lắm. Thấy không? Muốn làm, muốn nghỉ nghỉ. Mà nghỉ nhiều hơn làm. Thấy không? Buồn, lâu lâu muốn ngồi thiền, cũng không ai quấy rầy mình. Thôi mà móc họng nhau hoài chứ cha ơi. Nghĩ. Nhưng mà tôi nói thật cho nghe. Nói gì? Cái nghề luật sư của tôi á. À. Bây giờ tôi mới thấy là tôi lầm. Chứ hồi trước á, mà tôi biết rằng là cái ngành giải phẫu thẩm mỹ mà kiếm được tiền nhiều như ông, thì tôi cũng đi học bác sĩ y khoa rồi. Cô à, hồi nhỏ đó, học trung học, ông học giỏi hơn tôi đó chứ. Ha? Lên đại học tôi năn nỉ ông. Đi là học y khoa với tôi. Ông nói thôi, để tôi học luật để làm chính trị. Đó, làm chính trị mà giờ ăn bánh mì xì dầu không à. Không, bác sĩ nói vậy cũng không phải. Luật sư em á, ông cũng giỏi lắm á chứ. Sao? Coi như là, nè, em thấy để trong báo nè. Đây nè, luật sư nào có tài thật á, nhưng khổ nổi cái mặt của ông á, nó bằng đảng quá đi. Ừ. Đó, đó ứng cử dân biểu 2 lần, bị rớt. Vậy? Nè, xong rồi ứng cử nghị viên 2 lần cũng rớt luôn. Sao kỳ vậy? Ai biết. Mà đồ. Có ai bầu cho ổng không? Có. À. Em coi hai cái giỏi nó có 2 cái vé cho ổng á. Phiếu chứ vé gì? Lộn cái CV hoài. Phiếu vé cũng vậy thâu trời. Ừ. Mà nhà quê mà. À. Đó. Nhưng mà em dở ra em thấy á, một tên là vợ ổng với lại tên là con ổng. Ồ. À. Vậy thôi à. Anh Huỳnh ơi. Gì? Nhưng mà cái nghề luật sư của tôi mới là cái nghề cứu đời. Chứ còn cái nghề giải phẫu thẩm mỹ như anh thì chỉ có biết kiếm tiền chứ có giúp ích gì được cho đời đâu. Ông nói lộn rồi nha. Ông chỉ cứu được những kẻ phạm tội khỏi đi tù thôi chứ cứu ai. Còn tôi nè, một người đàn bà sắp bị chồng bỏ, tới gặp tôi tân trang lại, chồng yêu thương trở lại. Có nghĩa là tôi là cứu giúp cho người ta, thấy không? Bảo vệ hạnh phúc gia đình. Như vậy sửa sắc đẹp, có nghĩa là tạo cho người đàn bà tự tin hơn, thấy không? Dễ dàng trong cuộc sống. Sửa sắc đẹp là làm cho xã hội càng ngày càng nhiều người đẹp, ít người xấu, như ông vậy đó. Nói tóm lại, sửa sắc đẹp là làm đẹp cho cuộc đời. Beautiful life, baby. Nhưng mà ông giải phẫu thẩm mỹ cho người đàn bà, rồi ông nhìn vào đi, ông có biết chỗ nào thật, chỗ nào giả không? Nói chuyện trong mệt quá. Em, bác sĩ nói nghe nè. Trời ơi, nói chuyện mà quên cái business. Đây, business card của bác sĩ đó ha.
thẩm mỹ viện Hồng Nhan. Dạ. Sửa mũi 1.000, cắt mắt 2.000, bơm ngực 3.000, hút mỡ bụng 4.000, tân trang toàn diện từ trên xuống dưới giá sĩ 8.000. Khi nào em cần qua bác sĩ có giá đồng hương. Mắc quá không được. Thôi được rồi, trời xin sao đớ vậy. Trời ơi, thằng chồng ấy, nó biết em sướng nó về, nó quánh cái mặt em từ lưa là em nó em má em nhặt em không ra luôn. Thôi trả lại cho bác sĩ. Không, em biết anh bác sĩ biết là em làm ở đây không có nhiêu tiền. Thôi giờ bác sĩ bớt em 4.000 cho em trả góp không lấy tiền lời. Thằng cũng không được nữa. Sao vậy? Thôi chồng nó nói trời xin sao đỡ vậy thôi à. Nó không có cho em sửa đâu. Thôi thôi bác sĩ đừng có dụ em nữa. Thôi được rồi, không làm đâu. Quánh em. Trời đất ơi. Đây nè, bây giờ em quay một vòng bác sĩ coi coi. Quay hả? À, đẹp, đẹp lắm. Quay trước coi. Phía trước hơi bằng phẳng, cần phải sửa lại cho nó nhấp vô chút xíu nữa cho hấp dẫn. Bác sĩ nói cho em nghe, ngày xưa người ta nói là hồng nhan bạc phận, nhưng mà ngày nay á, tới thẩm mỹ viện của bác sĩ thì em sẽ trở thành hồng nhan bạc triệu. Anh ơi, anh đến đây mời tôi đi ăn phở hay là anh đến đây để anh dê cô thư ký của tôi? Tôi đang bận sổ sách, đang bận sổ sách bỏ mẹ nữa, nghe anh nói thế này nữa. Bây giờ ông có rảnh ăn phở với tôi không? Tôi nói anh rồi, anh thấy sổ sách không? Tôi đã ra tòa bây giờ mà. Thôi, sorry hôm khác đi nhé. Ok, vậy thôi tôi về. Ở bển còn cả chục ca mổ chờ chứ đâu phải tôi đâu có rảnh. Chừng nào tôi mổ xong rồi tôi qua đây cho ông cho tôi nhằm nhờ chút xíu cho yên tĩnh nha ông. Thôi bye nha. Em giữ cái ca bác sĩ đi. Bye bye nha. Luật sư Ba dạ, Tê. Bye bác sĩ. Luật sư xong đi ăn phở đi. Tao tối nay gặp bánh mì hoài ơi. Thôi cái chuyện bánh mì của tôi cô về bàn đi nha. Khùng tập 2. Chào cô. Dạ chào bà. Luật sư có đây không cô? Dạ. Gấp quá không kịp gọi phone lấy hẹn trước. Cô thông cảm nhá. Cô làm ơn vào nói thư với luật sư giùm tôi. Cho tôi gặp luật sư một vài phút thôi. Cảm ơn cô nhiều. Nhá. Nói gì mà nói dữ vậy trời. Bà muốn gặp luật sư phải không? Đúng rồi. Đó. Bà qua em đã gặp đi. Dạ vâng. Luật sư ơi. Có khách đó. Rồi, nói đi, nói cho tới chiều luôn đi. Nha, bây giờ em đi đi làm rồi, rồi cô đi đi, cô đi lo quảng cáo cho tôi đi. Chào bà, tôi luật sư Trần Thị Chị. Tao nói tới mai, tới mai. Chào luật sư. Em nhớ ra rồi. Nãy bước vào nom thấy mặt luật sư, em cứ tưởng là tội phạm. Dạ không. Chuyện là như thế này. Tuần trước đó, em có đi đánh ghen nên bị bắt. Lúc mà bị giam ở sở cảnh sát á, em nhìn thấy nhiều khuôn mặt nhìn hao hao giống luật sư nên em thử. Cho nên cô thấy tôi quen thế gì? Dạ vâng. Tôi một tò mò tôi hỏi cái này nhé. Dạ. Thế bà đến đây là do ai giới thiệu hay là bà đọc quảng cáo trên báo? Đâu có ai giới thiệu đâu. Mà em có đọc báo bao giờ đâu. Chứ sao bà biết đây bà tới? Hay luật sư quên rồi à? Cách đây một tháng, chính luật sư là người đứng ở bến xe bus phát mấy cái flyer, luật sư nhớ không? Luật sư dúi vào tay em một cái này. Lúc đấy em tính quăng mẹ vào sọt rác rồi. Nhưng mà nhìn thấy mặt luật sư tội nghiệp quá nên em bỏ đại vào trong bóp. Không ngờ hôm nay lại có dịp và lấy ra xài. Nhưng mà tôi hỏi bà bây giờ bà cần tôi giúp gì? Dạ thưa luật sư, chuyện là như thế này. Cách đây một tháng, không, cách đây vài năm, em có đi sửa sắc đẹp. Nói toạc ra là em đi bơm ngực. Thấy không luật sư? Thấy cái gì? Bơm ngực. Thấy rồi. Không. Luật sư làm ơn nhìn kỹ em. Tôi thấy hai chai bưởi Biên Hòa cứng ngắc rồi. Nhưng mà bây giờ tôi hỏi bà là bây giờ cái chuyện bơm ngực của bà có dính dáng gì đến tôi không? Hả? Dạ dính chứ. Không dính dáng em tới đây kiếm luật sư làm cái gì? Thưa luật sư, như thế này, em bảo ông bác sĩ, ông làm cho em C-cup thôi, nó mới hợp với thân hình của em, đúng không luật sư? Nhưng mà ông bảo với em lỡ bơm ấy thì bơm cho bự. Đặc biệt hôm nay phòng mặt khai trương, nên ông tặng cho em cái giá đít cao. Bơm one, get one free. Bơm hai bên, tính tiền có một bên. Em thì được cái tính hàm rẻ nên em bảo ổng là
bác sĩ muốn bơm bao nhiêu thì bơm. Không ngờ ông lại bơm cho em super size. Ngực to thì tốt chứ sao mà. Tốt cái gì? Ông bơm to quá. Nhiều lúc em đi em cứ muốn suýt nữa là sắp ngã xuống, chúi ngã xuống đất này. Em bây giờ em cảm thấy tức ngực và khó thở. Nói thật với luật sư, ai mà đụng vào giống như hai quả bong bóng, mất hết cảm giác. Thưa bà. Dạ. Cái thứ nhất là tôi không có thời giờ. Bà dạ. Đừng làm phiền tôi. Dạ. Cái thứ hai tôi không có thời giờ mà tôi đứng đây để cho bà khoe ngực. Nhá. Khoe cái gì mà khoe? Còn cảm giác nữa đâu mà khoe. Thưa luật sư. Luật sư à, em tới đây là em nhờ luật sư thưa cái ông bác sĩ ra tòa đòi bồi thường thiệt hại lại cho em. Thưa ra tòa? À, dạ vâng. Sao bà không nói trước? Mời bà ngồi, mời dạ bà, vâng, bà ngồi. Dạ vâng. À, rồi. Mời bà dạ ngồi vâng. Đấy. Cái chuyện nào cũng vậy, bà nói dài quá tôi không hiểu cho nên là bà cứ nói trước là bà cứ là. Hay là thế... Dạ vâng. Tôi hỏi bà là ông bác sĩ nào sửa cho bà đấy? À, dạ, ông bác sĩ Võ Đình Huỳnh ấy, thẩm mỹ viện Hồng Nhan bên kia đường kìa luật sư. Thế à? À vâng. Thế bà tính đòi bồi thường thiệt hại bao nhiêu? À, dạ thưa luật sư, em tính đòi bồi thường thiệt hại khoảng 100.000 thôi. À, luật sư thấy có nhiều không luật sư? Một cái tai nạn thảm khốc như thế này dạ. Mà bà đòi bồi thường có 100.000 à? Tôi hút cháo à bà? À, là sao à, luật sư? Bà phải đòi thường 1.000.000 đồng. Ồ, 1.000.000 đồng. Thế có nhiều không luật sư? Thưa bà. Dạ. Tôi là luật sư Trần Trường Trị. Những cái kê dân sự mà dưới 1.000.000 đồng như thế này thì dứt khoát tôi không bao giờ tôi nhúng tay vào. Nhưng mà luật sư, em luật sư nhắm có được không luật sư? Tại sao lại không? Ở đời có những cái người đàn bà đau khổ như bà, đang đau khổ như bà mà lại không biết mình đau khổ. Dạ. Và vì thế mới cần những người luật sư tài giỏi như tôi để nói cái nỗi khổ đau của bà. Dạ vâng, dạ vâng. Bà nghe đây. Dạ vâng. Ông bác sĩ Võ Đình Huỳnh dạ. Đã tặng cho bà 2 trái dưa hấu bự quá. Dạ. Cũng vì 2 trái dưa hấu đó nó bự, nó sẽ trở thành cái gánh nặng 1.000 cân mà bà phải đeo trước ngực như thế này. Rồi vì cái gánh nặng đó nó từ từ nó sẽ kéo cái lưng bà cong xuống. Rồi bà sẽ phải chống gậy mà bà đi, bà hiểu chưa? À không, bà bình tĩnh, bà ngồi dạ. Cái đó là tôi nói chuyện về đường dài thôi. Dạ vâng. Nhớ. Còn hiện tại bây giờ, bà nói là ngực bà mất cảm giác. Đúng, đúng. Bà mất cảm giác thì chồng bà nó sẽ chán bà, nó bỏ bà và nó đi lấy vợ bé. Bà bị khủng hoảng. Và từ đó, bà dở điên dở khùng, sống không ra sống, chết không ra chết. Bà không có thể nào mà lo làm ăn, nấu nướng, nuôi con được đâu. Và cũng chính vì thế, cái nỗi khủng hoảng đó nó sẽ làm cho thân thể của bà mỗi ngày mỗi gầy đi. Không, không. Em càng ngày càng béo ra luật sư. Nếu mà béo à? Dạ vâng. Thế thì càng đúng, nguy hiểm hơn nữa. Dạ. Tiếng Mỹ nó gọi cái đó là bệnh depress. À, luật sư mà depress là gì? Em chẳng hiểu cái nghĩa là gì cả luật sư. Từ ngày tôi ra hành nghề cứu đời cho dạ. Tôi đã gặp không biết bao nhiêu cái người đàn bà có cái bộ mặt hung ác mà đầu óc lại lú lẫn giống như bà. À không, đơn giản giống như bà. À. Bà phải tưởng tượng ra một cái viễn tưởng đen tối, một cái màu tang thê thảm đang từ từ kéo đến để phủ lấp cái tương lai tươi trẻ của bà. Vì ai? Vì ông bác sĩ Võ Đình Huỳnh đã tặng cho bà 2 trái dưa bự quá. Nhưng mà thưa luật sư. Bà đứng. Dạ dạ vâng. Lệch dạ. Rõ. Dạ. Lệch dạ. Bên to bên nhỏ. Không 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 không. Bên to bên nhỏ là lỗi thằng chồng em, nó thuận tay trái. Một người bác sĩ giỏi dạ. Trước khi bơm phải hỏi chồng bà thuận tay nào dạ. Rồi từ đó ông ta mới trừ hao đi bơm là vừa. Oh. Bà dứt khoát đòi 1.000.000 nữa thôi. Dạ luật sư ơi, luật sư muốn đòi bao nhiêu thì đòi, chăm sự nhiều luật sư, miễn sao em không phải chi đồng nào là được rồi. Mọi chi phí văn phòng chúng tôi lo hết nhé. Dạ vâng. Bây giờ bà đi qua bên này. Dạ vâng. Bà điền cho tôi mấy cái chi tiết cá nhân đi. Dạ, dạ. Rồi tôi sẽ tiến hành thủ tục thưa ông nhé. Dạ, dạ. Cảm ơn luật sư nhiều nhé. Dạ. Dạ, em làm liền. Xin mời bà. Dạ, dạ cảm ơn. Trời, luật sư, thưa tư bản của luật sư thì có siêu bác sĩ Quỳnh á. Ông mới mời luật sư đi ăn phở đây mà. Cô thấy không? Ở hiền gặp lành,
Tôi có cái linh tính trước nên dứt khoát tôi đâu có nhận lời đi ăn phở với ông ấy đâu. Trời, đúng là gà què ăn quắn có say. Trời ơi. Cô lo cái việc của cô đi. Nha. Một người luật sư giỏi là phải biết gác bỏ cái tình cảm cá nhân qua một bên để thưa. Thế chứ? Bà mà có tiền bà kêu tôi thưa, bố tôi ra tòa tôi cũng thưa đó. Cô có lo làm việc của vậy cô. Là luật sư thưa nha, không phải em nha. Bây giờ em gọi cho bác sĩ nha, bác sĩ để bác sĩ mướn luật sư khác biện hộ giùm. Không phải em nha. Cô cứ gọi cho ông rồi mình phải làm cho nó đúng luật lệ cả chứ. Hello. Bác sĩ Quỳnh hả? Qua đây mau lên. Trời ơi, ông luật sư Trần Trường Trị nè, ông thưa bác sĩ nè. Ông thưa bác sĩ là bơm mực gì đó không biết nữa. Cái to cái lớn gì đó không biết. Nên bây giờ đi qua qua liền đi, qua liền đi ngang. Chứ em mà em không dính dáng cho chuyện này đâu á. Bye. Mình trúng mánh à, có thấy chưa? Tôi đang buồn ngủ mà gặp chú mánh. Gà què ăn quắn có say thì nói cho rồi. À, anh Huỳnh, tưởng bận lắm chứ sao mà qua lẹ vậy? Tôi bận chứ đâu có ế gì không? Hả? Đang ca bơm ngực, mới bơm được phần nửa à, phải bỏ chạy qua đây. Tức quá mà. Tôi nghe cô thư ký đó, ông thư tính thưa tôi phải không? Trời ơi, luật sư, trời ơi. Tôi thưa thật chứ tính cái gì? Thưa thật hả? Mà thưa tôi cái gì? Ông nên nhớ nha, tôi với ông là bạn bè mấy chục năm nay rồi. Tiền cá độ bóng đá ông thiếu tôi mấy tháng chưa trả mà. Sao giờ ông nỡ lòng nào thưa tôi là sao? Anh Huỳnh ạ, thiếu nợ đó là cái personal. Còn thưa nhau ra tòa nó là cái business. Cho nên ở Mỹ này anh đừng có lẫn lộn giữa personal và business. Nguyên tắc quá ha. Mà thưa tôi sao được? Đưa được. Cái bà đó là tới tình nguyện năn nỉ tôi bơm. Thế không? Thưa tôi làm sao được? Anh nghe này, người ta đòi anh bơm một trái cam, anh chơi cho người ta thành bằng trái bưởi. Người ta đòi anh một trái dừa xiêm, anh chơi tặng người ta hai trái dưa hấu, làm sao không thưa anh được? Ông ơi, mấy cái bà đó toàn là xạo không à. Bà nào tới cũng đòi bơm cho lớn, tôi cản đâu có được. Thấy không? Không tin đó hả? Ông về ông hỏi vợ ông đi. Chính bàn tay tôi đã sửa cho vợ ông cách đây 3 năm. Trời ơi, 3 năm rồi tôi xài đồ giả mà tôi không biết sao. Bởi vậy mới nói. Không, nhưng mà người ta... Nhưng gì? Còn nữa, con gái ông không nhờ bàn tay giải phẫu thẩm mỹ của tôi, sức mấy mà nó lấy được thằng chồng ngon lành như bây giờ. Ông nhìn là ông đi, mặt mũi ông mà con gái ông giống y hệt ông à. Khác cái là không có râu thôi. Trời đất ơi, để tự nhiên thì ai thèm lấy. Bởi vậy tôi là người đem tới hạnh phúc cho gia đình ông, cũng như bao nhiêu gia đình người khác. Nhưng mà cái bà đó bà thưa ông là vì ông làm cho ngực bà mất cảm giác. Ba tê à. Trời đất ơi, ông là đàn ông mà không biết cái gì hết trơn á. Phụ nữ sửa sắc đẹp là để tạo cảm giác cho đàn ông, chứ đàn bà đâu cần cảm giác. Ông có feeling là được rồi, còn vợ ông có feeling hay kệ nó. Anh Huỳnh. Gì? Anh là bác sĩ. Ừ. Tôi là luật sư. Ừ. Tôi và anh đều sống chết cho cái nghề nghiệp của mình hết. Ừ. Bệnh nhân đến bảo anh bơm chỗ nào thì anh bơm chỗ đó. Ừ. Còn tôi, thân chủ tôi đến bảo thưa thằng nào thì tôi thưa thằng đó. Cho nên mong anh thông cảm cho nha. À. Tôi cũng thông cảm chứ. Nói thiệt, cái phòng mạch tôi đối diện với văn phòng của ông á, mỗi lần mà tôi trưa tôi nhìn qua, tôi thấy sao mà nó giống như là như là nghĩa trang hun hút rồi đó. Tôi cũng buồn thắt ruột vậy đó. Bây giờ như vậy, thật ra tôi không phải sợ đi hầu tòa đâu, mà tôi thấy công chuyện tôi bề bộn quá, bận lắm. Cho nên tính về nè, bây giờ ông dẹp cái vụ kiện đó đi, đưa cho ông 10.000 xài chơi hay sao? Bao nhiêu? 10.000 đô. Ít quá, đưa ông ra tòa sướng hơn. Bèo quá. Bèo hả? 10.000 đô là ba cặp ngực lưỡi của tôi rồi đó ông nội. Trời đất ơi, bèo hả? Được rồi, ông ép tôi chứ gì? Muốn thưa chứ gì? Thưa đi, tôi đi hầu. 10.000 không muốn hả? Một xem cũng không có. Tôi nói cho ông biết. Thưa tôi sao được? Nè, tôi cho ông coi. Bất cứ bệnh nhân nào trước khi lên bàn mổ đều có làm giấy thỏa thuận cam kết với tôi. Đọc đi rồi thưa. Tờ cam kết, tôi tên là Trần Thị Tơ Liễu, sinh ngày 16 tháng 3 năm 1963. Nhờ bác sĩ Võ Đình Huỳnh bơm ngực cho tôi cam đoan chịu mọi trách nhiệm nếu có điều gì sai sót xảy ra. Ghi tên, Nguyễn Thị Tơ Liễu.
Thưa đi tôi đi hầu. Ê Huỳnh ơi, em Huỳnh bà đây. Thưa đi. Không muốn thưa mà. Anh đừng ép tôi mà. Không anh đừng động. Anh từ từ anh nghe tôi nói. Nói gì? Chào khán giả đi. Hai người sao chẳng đủ? Kêu hai người nữa ra mới đủ chứ. Mời cô thư ký và bà khách hàng. Bói với Toán ế thiêu ế chảy. Chả có ma nào mà nó coi mình coi cho mình thử thế nào. Còn bao nhiêu phần hụi chết chả có tiền mà đóng mấy tuần nay toàn mì gói không. Quá. Lại còn. Ôi giời ơi. Chào Cúc. Ôi trời ơi, hên thế nhỉ. Bonjour mon cher. Hả? Excuse moi, bonjour madame. Tại vậy mà kêu mon cher. Tại vì cơ thể nó vững chắc, nó tưởng là đàn ông. Mời vào. Dạ. Mời vào. À này nhá. Trời ơi, cô Út coi như là thanh toán tất cả mọi việc này nhá. Nào tình duyên, gia đạo, sự nghiệp, công danh, số đề, football, food stamp, tất cả. Cô cho mượn mấy đồng lẻ đi ra một chút xíu cô. Cái gì vậy, sáng sớm mà mượn tiền lẻ là sao? Không phải, gửi xe đặng vô cô boy. Ơi giời ơi, thế mà không nói. Cái gì chứ lẻ là Út nhiều lắm. Đây, mỗi cái qua đờ đấy. Đây. Cảm ơn cô Út nghe. Vâng. Ôi giời ơi, bà độ rồi đấy. Tướng cái con mụ này cơ bộ có tiền đấy. Ê, con lạy bà ở trên ngàn. Thương con đệ tử trần gian bà về. Xá lầm, xá lú, xá mê. Con mà trúng mánh thì con thề con ăn chay. Hello. À, búp coi bói đấy à. Trời đã, mời ngồi. Trời đất ơi, khổ quá. Cái sổ tôi búc kín là 6 tháng rồi. Không có thì giờ đâu. Hả? Vâng, tôi biết ông là bạn của bác sĩ Dũng đỡ đẻ. Vâng, thì bác sĩ Dũng là đỡ đẻ cho em đấy. Không, hồi sanh con đầu lòng thì em làm gì đã có chồng. Chờ em tí nhá. À thôi được rồi, em có một người khách là mới cancel đây. Em nhét bác sĩ vào chỗ này nhá. À thôi được rồi, vâng, cảm ơn nhiều. Còn cái ông dược sĩ phải để tháng sau mới được cơ. Cảm ơn, bận lắm, vâng. Cô đắt khách quá cô Út ha. Mà đảm biết không, trời ơi bận vô cùng lắm. Sao bây giờ mà đảm hôm nay vô làm cái gì đây? Mà đảm đừng có nói nha. Mà đảm để tôi nói, tôi mà đoán sai, tôi bỏ nghề ngay. Dạ, nhá. Cô Út cho mượn cái phone chút xíu. Mà đảm là cái họ gì mà cứ mượn suốt đây, phone. Ê ơi, dân xin. Sao không kêu vậy cô? Ở hai phone con nít nó chơi làm sao mà kêu được hả? Trời ơi, không. Nói, cái phone này là phone đặc biệt. Cái này vừa mới nó cong téo lên rồi đây này. Đời mới hả cô? Người ta gọi vào được, mình gọi đi không được. Lạ cô ha. Digital đó thế. Thôi bỏ nhá. Thôi bây giờ chúng ta vào việc nhá. Bây giờ này. Tôi mà đoán sai đó, tôi bỏ nghề ngay nhá. Hôm nay có phải là madam đến đây coi về chuyện tình duyên không? Tình duyên tôi tốt đẹp lắm, vừa có chồng mà vừa có kép nữa. Ơi, thế không phải là chắc là coi về gia đạo rồi. Không, gia đạo tôi trên thượng dưới quà. Thế chắc chắn là lại coi về sự nghiệp chứ gì. Ôi, tôi có 2-3 tiệm nail, làm gì có cần tiền, không cần tiền. Đến với thầy bói mà cứ vui vẻ với lại nhiều tiền thì đến làm cái con mẹ gì không biết, nó khổ ghê. Không dám gì, nhờ cô Út coi giùm gia đạo. À quên, công danh. Tôi cần công danh. Trời ơi, tôi muốn được nổi tiếng. Tôi muốn người ta khi mà tôi ra đường, người ta phải nhìn tôi, người ta ồ lên. Mỗi lần thấy tôi, người ta lái xe, người ta dồn quẹo ở đây, đụng xe đâm tôi mới chịu. Cái đấy thì nó dễ quá. Hôm nào mà đảm ra đường đấy, quên mặc quần áo là người ta nhìn ngay. Út mới chơi chứ. Em không mặc quần áo vui lắm. Thôi đấy, nó chơi thôi, bây giờ chúng ta vô vấn đề nha. Cho nó đâu ra đấy nha. Thật sự tôi đấy, là tôi làm nghề cứu đời.
không bao giờ có cái gì, có như là cái gì chuyện tiền bạc là không bao giờ có tôi. Lúc nào cũng cái bảng con này đấy, cứu nhân độ thế. Nhưng mà cái bảng này nó không quan trọng bằng cái bảng này. Biết rồi, cứng nhiều phước nhiều hả? Cái gì? Cứng cúng. Nhiều phước nhiều hả? Cúng. Chữ cúng cái gì kỳ vậy? Chữ Hán nó viết nó vuông vuông như thế, đừng có đọc bậy bạ. Đấy. No problem. Đấy. Cái gì đấy? Cái bóp. Cái bóp để đấy à? Tiền. Hèn chi lúc nãy ma đàm vào em thấy hào quang sáng tỏa ngay đấy đấy. Dám đâu vậy Út? Bây giờ cho em gửi tiền cúc ha. Đấy. Tôi giận bây giờ đấy. Tôi bảo tôi làm nghề cứu đời. Tôi không có dạ. Dạ, đây Lộc Thành, dạ, tổ nghiệp, dạ, con Lộc Thành của con, dạ. Tổ rồi, thôi, tôi hưởng tí lộc thừa thôi. Đấy, giờ bắt đầu nha. Bây giờ cho tôi coi cái tay nha. Nam tả nữ hiếu, hiếu. Dạ, dạ, đây nha. Sao thế này? Dạ, sao cô? Hả đầu ở dưới cô? Trời đất ơi. Dạ. Mà đàm nghe tôi nói nha. Sao cô? Thế giới này chỉ có ba người có bàn tay đặc biệt như thế này. Ai vậy cô? Người thứ nhất á, dạ, là Từ Hy Thái Hậu. Có biết Từ Hy Thái Hậu là ai không? Không. Là Phan Nghiên Tử đóng trong phim Bộ Hồng Kông đây. À, Phan Nghiên Tử, tôi biết. Dạ. Ừ. Người thứ nhì đấy, dạ, là Nam Phương Hoàng Hậu. Có biết Nam Phương Hoàng Hậu là ai không? Cái bản sử chứ không biết gì cả. Nam Phương Hoàng Hậu là vợ Tưởng Giới Thạch. Ồ, nhớ rồi, không phải Tưởng Giới Thạch mà là Nam Phương Hoàng Hậu vợ của Vua Bảo Đại. Thì cứ nói chung là vợ của các ông to cả. Dạ, nào cũng được, dạ, dạ ai cũng được. À, còn người thứ ba là bà Ngô Đình Nhu. Tôi nghe quen vậy. Trời ơi, bà Ngô Đình Nhu là vợ ông Ngô Đình Nhu đây. Oh, dạ. Ừ. Oh. Còn cái bàn tay thứ tư biết là ai không? Ai cô? Ai? Chính là bàn tay của ma đàm. Trời ơi, Trey biết. Trời ơi, cô hát nó quá trời là hay luôn. Ừ. Không thể tưởng tượng được. Thôi xem. Dạ. Cứ mỗi lần mà ma đàm thêm, dạ, dạ đây. Mỗi lần ma đàm vỗ mông đời em nó cứ sáng chói. Dạ, cũng tổ già, dạ cũng tổ. Cảm ơn nhá. Dạ. Trời ơi, duyên dáng quá, xinh đẹp quá. Dạ, bởi vậy em đẹp phải không cô? Răng đều lắm. Hết sang trọng hả cô? Ừ. Trời ơi, vậy mà thằng chồng em mỗi lần em nói gặp em là nói đồ đàn bà nhà quê. Tại sao thế? Nó nói em đồ vô duyên. Ừ. Nó nói em đồ đàn bà ăn to nó lớn. Cọc cằn thô lỗ. Hỏi cô, em không cần thua lỗ bao giờ đâu. Không, trời ơi, nói gì mà la nó lớn. Nhẹ nhàng lắm. Trời, trong lúc bằng kép em á hả? Mỗi lần em cho tiền nó á, cái nó nói em dễ thương nhu mì, nhỏ nhẹ đoan trang thùy mị. Nó nói em có số mệnh phụ phu nhân. Còn thằng chồng em á, nó nói em mệnh phụ phu xe. Cúc với ai đúng hay sai? Thằng chồng đúng. Hả? À không, thằng kép. Thằng kép thông minh đúng quá rồi, thằng kép em cũng mắt nhìn đời mà. Đúng rồi, thằng kép nó nói tướng mệnh phụ phu nhân là đúng rồi. Đúng. Bởi vì trông phú quý lắm, đưa tay tôi coi tiếp cho. Trời đất ơi. Trời đất ơi, cái đường Linh Đờ Săng. Đường gì? Cái đường may mắn á. Oh. Mà vì hồi xưa là tôi là học chương trình Tây, học Marie Curie ở dưới Châu Đốc đây. Hả? Cho nên là nói toàn tiếng Tây. À dạ. Có biết ăn rau muống xào tỏi bao giờ đâu, chỉ biết ăn rau muống xào thịt bò thôi. À. Với lại bánh cốt xăng thôi. À, vậy. Trời ơi, cái đường Linh Đờ Săng tức là cái đường may mắn. Dạ. Tại sao nó lại, ôi giời, sao nó chui dài thế trong đây đây? Không. Thẹo. Thẹo mới hút mỡ xong. Trời ơi. Kỳ quá. Kỳ. Hèn chi. Bàn tay thon thả quá. Dạ. Trời đất ơi, cái đường Linh Đờ Săng tại sao nó cua một cái vòng cua đờ sắc như thế này? Là sao cô? Nhà ở cua đờ sắc còn có giá huấn chi là bàn tay của ma đàm. Trời, cái bàn tay này phú quý kinh khủng lắm. Chắc chắn là ông nhà sẽ làm lớn để bà ma đàm hưởng lây. Lớn gì cô Út ơi, chồng em bây giờ đâu có làm lớn. Chứ làm cái gì? Thổi kèn cho ban nhạc lắm mà. À, không sao. Dạ. Bill Clinton thổi tò tí te mà còn làm tổng thống Mỹ kìa mà. Dạ cô. Dạ. Trong tương lai chồng em sẽ làm tổng thống hả cô? Đấy. Ôi, quá sức tưởng tượng rồi. Nhưng mà làm lớn rồi đấy. Dạ. Cái hột xoàn nó lại bé quá, lại không xứng. Hôm trước tôi đoán cho cái bà kia đoán hay quá, mới rút hột xoàn nó tặng tỏ liền đấy. No problem. Chuyện nhỏ. Dạ, cúng tổ, dạ, cúng tổ Long Thành của con. Cô biết hôm mới đây nè. À, hả. Hột xoàn tấm thì cũng hơi khó bán đấy. Có sạch không? Sạch lắm, chút xíu, bỏ chút xíu than thôi à. Hột xoàn tấm mà có tí bọt tí than thành hạt é mẹ rồi. Nghe. Sao? Chỉ có chuyện nhỏ. Mới đây nè,
Em mới cho thằng kép em một hột xoàn 3 carat. 3 carat? Chuyện này là chuyện nhỏ, 3 carat còn dám cho kép em mà. Thế à? Bởi vậy cho nên nó ôm bàn tay em lên, nó hung. Nó hung nó còn hát: bàn tay nằm ngon em vẫn kêu son. Madame chắc có học cái lớp coi như là cái lớp opera thì phải. Không, ôm em vô, người ta ra em vô. Trời ơi, vui tính quá nha. Thôi nha, bây giờ khí sắc là thông lắm rồi nhá, phú quý giàu sang lắm rồi. Bây giờ có nghĩa là mỗi tuần tới tôi một lần, khí nào nghẹt tôi thông hết cho. Dạ. Bây giờ hẹn cô đúng vào tuần sau ấy, em tới cũng thông khí cho em ha. Trời ơi, Gúc ha, tuyệt vời, sang trọng quá đi mất thì thôi ạ. Excuse me. Hola amigo. Gì vậy mẹ? Tự nhiên hola amigo. Thôi chết, cô út tưởng là mẹ. Trời ơi, nhìn mặt giống mẹ. Thôi mời vào coi bói chứ. Mặt ta giờ hôn mẹ. Mời vào coi bói. Giận hết sức kìa. Mời vào nha, trời ơi. Này, hôm nay bà đỏ mắt khách quá. Này, bây giờ ngồi yên nhé. Dạ. Để cho út nói. Dạ. Út nói sai út bỏ nghề ngay. Gì hả thế? Có phải đến đây vì chuyện tình duyên không? Trời ơi, hú hồn mà. Út nói đúng quá. Cô nói thiệt với út nha, cô đang đau khổ lắm út ơi. Sao thế? Út biết sao không? Hồi năm ngoái á, cô có về Việt Nam, cô có thương một người, rồi cô tìm cách lãnh sang bên này. Đó, lãnh sang bên này rồi lúc đầu sống hạnh phúc lắm. Cái cuối cùng mới tuần rồi kìa, cô dẫn đi sổ lỗ tai. Cái bị khác sổ lỗ mũi đi luôn rồi. Trời đất ơi, đàn bà gì mà sao lại bạc tình bạc nghĩa thế nhỉ? Hả? Út nói ai vậy? Thì cái cô vợ mà ông rước từ Việt Nam sang đây. Trời ơi, hú hồn. Người ấy không phải đàn bà, mà là đàn ông. He's a boy, very strong man. Nhưng mà cô nói thiệt với Út quá nha, cô còn thương, cô còn khổ. Chứ con hết thương mà chảnh với con hả? Xin lỗi Út à, tạt nước trôi phấn hôm nào không hay á. Đừng chảnh với bà. Cái tướng ngú ngoa ngú ngoài Út chóng mặt quá. Xin lỗi Út nha, coi vậy chứ chị cũng men lắm mà. Thôi được rồi, chị men vào đây, chị men vào đây. Đây, vào đây. Này, đàn bà thiếu gì không yêu lại đi yêu đàn ông, chán lắm. Trời Út ơi, đàn bà thương đàn ông là xưa rồi. Thời buổi bây giờ là phải đàn bà thương đàn bà, đàn ông thương đàn ông. Đó mới là fashion. Út ơi, Út có coi Thúy Nga Paris không? Có chứ, coi nhiều lắm. Ai cũng khen Nguyễn Cao Kiều Duyên đẹp mà dễ thương hết á. Nhưng mà con đâu có kết. Con kết người khác. Này, kết ai vậy? Dạ con kết Nguyễn Ngọc Ngạn. Này, tôi nói thật nhá, tôi thấy cái ông Ngạn vừa già vừa lẩm cẩm mà kết làm gì. Trời ơi, Út đừng coi thường ổng nha. Ổng già mà lẩm cẩm nhưng mà đầy kinh nghiệm. Nhưng mà nói chơi dốt thôi. Trường hợp Nguyễn Ngọc Ngạn là trường hợp ngoại lệ. Ổng thuộc dạng lão ngoan đồng rồi. Ôi giời. Còn cỡ con hả? Vớt Hồng Hài Nhi không à? À thế à. À thôi bây giờ Út ơi, Út coi giùm con. Út ơi, nãy giờ nói chơi hoài con khổ quá Út ơi. Coi thì dễ thôi, bây giờ coi tình duyên thì cái trước tiên là phải coi công danh. Dạ. Công danh mà nó lên vùn vụt thì không phải một boy mà 100 boy nó cũng bám. Vậy hả Út? Nhưng mà trước tiên coi ấy thì có biết xứ Mỹ nó có cái gì hay không? Xứ Mỹ sao Út? Xứ Mỹ thì no money thì no talk. À ha, no money no talk. Dạ, tiền nhiều thoát nhiều, tiền ít thoát ít. Très bien. Dạ, con hiểu rồi Út ơi. Cash only nha. Ủa, sao vậy Út? Út sợ khai thuế lắm. Con biết mà Út, đồng hương mình với nhau mà kinh nghiệm lắm. Rồi. Dạ Út nhận giùm. Rồi, cái này tổ nha, tổ chứ không phải Út nha. Dạ, đấy, dạ. Cứu nhân độ thế thôi. Thôi nha, bây giờ bắt đầu nha. Dạ. Bây giờ nhìn thẳng vào mắt cậu em. Dạ. Tôi đoán ngay thế này,
ở ngoài đời có hai tên phải không? Không có đâu Út ơi, từ nhỏ tới lớn có một tên nè. Phải, chắc chắn là phải có hai tên. Dạ không có một tên nè Út ơi. Thế bây giờ tôi hỏi tên gì? Dạ Cẩm Hường. Thì đúng rồi, tên Cẩm với tên Hường không phải là hai tên Cẩm Hường à? Trời ơi Út, hay dễ sợ, hay dễ sợ. Rồi, bây giờ đoán vào công danh nha. Dạ, công danh Út. Bây giờ là phải xòe tay tôi coi, tôi đoán về công danh. Dạ. Nam tả nữ hiểu. Dạ. Nam tả nữ hiểu. Còn cái này nam nữ. À, cái này à, chắc thuộc về ba dọi thôi, đưa mẹ hai tay đoán luôn. Sao thế này? Trời đất ơi, con sắp đài hả? Trời đất ơi, tôi nói cái này lắng tai nghe nhé. Dạ. Thế gian này có ba người có bàn tay đặc biệt như cậu em. Trời ơi, dữ vậy không? Người thứ nhất là hoàng đế Napoleon. Dạ. Người thứ hai là tổng thống Kennedy. Dạ. Người thứ ba là Tưởng Giới Thạch. Còn người thứ tư có biết là ai không? Dạ ai vậy Út? Chị... Hả? Người thứ tư là tôi phải không cô Út? Trời ơi, Madam. Tính đi chạy tới gọi Madam tới đây đây này. Cô Út đang moi tiền thêm hả cô? Bây trời, Út chỉ làm nghề cứu đời thôi. Yeah. Nhưng mà hôm nay đấy nhá, tự dưng Út hôm nay đúng là thiên duyên tiền định. Tự dưng coi bói hai người khách lại có hai cái bàn tay như thế này. Trời ơi, cái đường Linh Đờ Săng nó kéo dài, nó nhập vô thành một cái đường Linh Đờ Cơ. Mà nhập vô thế thầy hợp á, mà có một cú sét ái tình thì người ta gọi là l'amour c'est pour rien. Trời ơi, hai bàn tay nào mà kết hợp là hạp lắm nha. Hai người mà kết hợp với nhau có chi bằng là hoàng đế Napoleon mà kết hợp với lại Từ Hy Thái Hậu. Tây mà kết hợp với Tàu á, chắc đẻ ra con lai xinh lắm. Trời ơi, nghe nói thì cũng ham, có điều phải lúc bỏ thằng chồng với thằng kép cũng uổng. Mà mấy cái hệ kia rành quá rồi, dành đổi hệ chết luôn. Trời ơi, Út này kỳ thiệt nha. Hồi nào giờ mình mê đàn ông không à, tự nhiên hôm nay gã gái cho mình à. Nhưng mà nhìn tướng mẹ này cũng giống boy lắm. Ok, let me try. Vậy thì Napoleon xin mời Từ Hy Thái Hậu đi ăn bánh croissant được không? Không, Từ Hy Thái Hậu không thích croissant. Từ Hy Thái Hậu chỉ thích bún riêu à. Bún riêu mà để mắm tôm nhiều nhiều Từ Hy Thái Hậu mới chịu đó. Vậy hả? Thích thì chiều. Vậy xin mời Từ Hy Thái Hậu đi ăn bánh bún riêu. Ok. Trời gì vậy mẹ? Thô bạo vừa phải thôi chứ. Da người ta mỏng dánh xôi vậy hả? I'm sorry. Go. Con lại hôm nay con... Ơi anh hai ơi, là anh hai. Anh bắt phone đi. Rồi em sắp chết rồi mà sao nãy giờ em gọi hoài anh không có chịu bắt phone em vậy hả? À, anh hai về sắp tới chưa hả? À, 5 phút nữa hả? Cái gì vậy? Anh là y tá mà, nãy giờ em xong thông báo em sắp chết rồi mà coi một chục lần 5 phút anh về chắc anh hốt xác em quá à. Người ta tới rồi, chắc anh không có cơ hội gặp em lần cuối. Vĩnh biệt anh. Tùng ơi, Tùng. Trời ơi, thằng em tôi đâu rồi? Tùng hai, em nè. Mày làm cái gì vậy? Ra đây anh Biểu. Ngồi xuống. Hai ơi, cứu em đi anh hai. Cứu em. Yên lặng. À, anh làm gì vậy? Bắt mặt cho mày. Nhịp đập em bình thường quá mà sao anh giật dữ vậy? Cái cách tôi coi mạch là vậy mà. Trời đất ơi, mà mày bị cái gì vậy? Em có bị gì hết. Không bị gì hết. Mày không bị gì mà mày hối tao? Tao đang đi làm mày kêu tao về nhà gấp là có chuyện gì? Em sắp chết rồi. Tao làm y tá trưởng ở bệnh viện gần 20 năm rồi, gặp bao nhiêu người bệnh nặng, muốn chết mà đâu có chết được đâu. Thấy chưa? Mày bệnh gì mà nói mày sắp chết?
Em không có bệnh nhưng mà em sắp chết trong một cách đau đớn. À, ý mày muốn kêu tao chích mày một mũi cho mày chết khỏi đau đớn chứ gì? Trời ơi, giờ này mà anh còn giỡn nữa. Anh ơi, hôm nay là ngày khui hụi. Tháng nào mày không khui hụi? Mày là chủ hụi mà. Trời ơi, sao anh xì lô pepper quá vậy? Là cái gì? Chậm tiêu á. Anh hai ơi, em lỡ xài hết tiền hụi của người ta rồi. Cái gì? Mày âm mưu giật tiền người ta phải không? Trời ơi, em đính chính em không có âm mưu giật tiền nha. Em là em chỉ lỡ xài hết tiền của người ta thôi. Mày xài hết tiền của người ta? Dạ. Mày làm gì mày xài hết tiền người ta? Em mày đánh bài phải không? Dạ không. Kéo máy phải không? Dạ không có. Chứ mày làm cái gì? Em bị xui. Phải bị em cướp hả? Đúng rồi này, 11 thằng nó cướp em đó anh hai. Trời đất ơi, em cướp tới 11 thằng? Dạ, nguyên đội bóng đá nó cướp em. Em thua cá độ, em thua cá độ ra banh. Cái thằng quỷ, tao nói mày bao nhiêu lần rồi? Dạ. Cờ bạc bằng tiền của mình, lâu lâu trời còn thương cho trúng. Dạ. Cờ bạc bằng tiền của người khác thì chỉ từ chết tới bị thương thôi. Mày em không nghe hả? Em biết lỗi em rồi. Anh hai à, nhà chỉ có hai anh em mà là anh em ruột đó anh hai. Anh em như thể tay chân mà. Anh hai cứu em một lần đi. Anh nghĩ đi, cái tướng em dày mà giờ người ta tới người ta chặt đôi chân, rồi làm sao em sống? Giúp em đi anh hai, cho em mượn một ít em trả nợ đi anh hai. Ít là bao nhiêu? 80 ngàn. 80 ngàn? Dạ. Thôi, tao không dám làm anh em như thể tay chân của mày đâu, nghe chưa? Mày nghĩ tao gì? Tự nhiên nó chặt tao hai cục chân, chặt hai cái tay. Tao về tao lết ra đường, tao xin 80 ngàn ai cho? Tao nói thiệt, bây giờ trong bóp tao 8 đồng còn không có. Có gì 80 ngàn? 8 đồng cũng không có anh hai. Anh hai, cứu em đi anh hai. Vì sĩ diện của gia đình, anh phải cứu em để giữ gìn cái uy tín của dòng họ nhà mình. Dẹp đi mày. Dòng họ nhà mình làm gì có uy tín mà giữ? Bà ta hỏi mày nè, mày chơi hụi tới 80 ngàn lận? Dây hụi cao cấp. Em rủ 8 đại gia chơi, mỗi tháng ta đóng 10 ngàn. Bây giờ 6 bà hốt rồi, còn có bà Kim với bà Chi. Một chút hai bà tới đây, bà nào hốt em cũng phải đưa 80 ngàn hết anh hai. Thiệt nha, tao không biết tại sao một thằng như mày á mà có thể gọi là thu phục người ta. Mấy bà đã giao cho mày cái đống tiền. Anh không phải là người nói câu nói này. Anh biết không, người Mỹ người ta có câu: đàn ông đẹp trai lôi cuốn đàn bà bằng ngoại hình, đàn ông xấu trai lôi cuốn đàn bà bằng tài năng. Em là thuộc cái loại thứ hai. Mày có tài năng gì? Tài năng của em là dụ được các bà đưa tiền. Mà anh hai ơi, cứu em đi anh hai. Anh em như thể tay chân. Mày im cái câu lại nghe mày. Dạ. Hay chưa? Anh hai, kiếm cách cứu em đi anh hai. Nói thiệt á. Dạ. Tao mà không cứu mày thì mày trách là anh em không như thể tay chân. Đúng rồi. Thấy không? Tình nghĩa không có. Dạ. Nhưng mà cứu mày chắc chắn là tao cụt tay cụt chân luôn đó. Đó. Anh hai, anh nghĩ ra cách đi. Ba mẹ chết đi còn có hai anh em mình là hai anh em ruột mà. Đúng không anh hai? Quyền huynh thế phụ, anh nghĩ cách đi anh hai. Được rồi. À. Có ba giải pháp. Ồ, có ba giải pháp. Ba giải pháp sao anh? Một là mày năn nỉ xin người ta trả góp. Bây giờ một đồng em cũng không có, lấy gì góp. Hai là mày bỏ trốn. Trời cao đất rộng, em biết đi đâu. Còn thứ ba, mày không cần năn nỉ cũng không cần bỏ trốn. Cái này được nè. Cái giải pháp này người ta gọi là chiến thuật mặt dày. Mặt em thì vốn dĩ nó đã dày, nhưng mà không được đâu anh. Con mẹ Chi, mẹ nhiều chuyện lắm. Bây giờ bà đi rao hấp cái bô xa là mốt em không còn cái đất làm ăn nữa. Còn anh biết rồi, chồng bà Kim là xã hội đen mà. Em không giao tiền cho bà Kim, chồng bà giác súng qua đây, trời ơi, bỗng bắn em một cái không có còn chỗ để lủng nữa.
mình nghĩ cách thứ tư đi anh hai. Được rồi, từ từ tao tính. Ừ, tính đi. Trời ơi, nhà nó có chuyện mà ai gọi không biết. Alo, Điều đây. À, cô Linda hả? Ừ, bữa nay cô chịu khó trực giùm tôi nha. Bữa khác tôi trực thay lại cho. À, tất cả những cái hồ sơ trực đó, tôi để trên bàn đó. Cô nhớ cái bệnh nhân giường số 4 nha. Ông bị cái bệnh amnesia là mất trí nhớ. Hôm qua ông bị đụng xe đó, đầu bị chấn thương. Cho nên cái đầu ông bây giờ như là tờ giấy trắng. Thấy chưa? Quên hết những chuyện quá khứ. Bắt đầu phải phục hồi lại từ từ. Yên tâm. Cái bệnh này nó vậy mà. Không sao đâu. Cô thích kè ông tôi nha. Rồi, cảm ơn cô. Bye bye. Anh hai! Cái gì? Anh lấy 80 ngàn của em phải không? Cái gì mày? 80 ngàn mới để đây nè. Anh đừng có chơi như vậy nha. Tôi giả mà tét miệng nha mày. Tao lấy tiền mày hồi nào? Nhà có hai anh em thôi. Em mới để 80 ngàn đây nè. Anh hồi nãy tao không có thấy gì đâu. Trả lại em đi. Mày làm cái gì vậy? Đâu rồi? Em mới để 80 ngàn đây mà. Ủa, không lẽ mày bị mất trí nhớ hả? Đúng, em đã bị mất trí nhớ rồi anh hai. Anh thấy em diễn giống không? Tối hôm qua em đã bị đụng xe, và bây giờ em đã bị Indonesia. Amnesia chứ không phải Indonesia. Thì nói chung cái gì mất trí nhớ, cái gì là a được rồi. Nói chung là anh phải cứu em nha. Một chút nữa bà Kim với bà Chi bà tới đây, anh cứ nói là em mất trí nhớ rồi, em đã đi Indonesia gì đó rồi ha. Dẹp cái mày, tao không quen làm cái vui đâu. Cái kế này không có xong rồi đó. Anh hai, tính cái khác đi. Anh hai, ba má chết đi, quyền huynh thế phụ mà. Anh em mình là anh em ruột mà anh hai. Anh em như thể tay chân đó. Dạ, cứu em đi. Cái này là quản binh thôi, tạm thời thôi. Em có tiền em giao lại cho hai bả liền anh. Cứu em đi anh hai nha. Thôi được, tao mà không giúp mày á, mày nói anh em á là không có giúp nhau. Đúng, không có tình nghĩa. Nhưng mà mày giúp mày á, chắc chắn là tao sẽ bị chặt tay chặt chân đó. Không có đâu, em kiếm tiền là em trả về mà. Giúp em một lần nha anh hai. Được em rồi. Vô nha anh hai bả, với hai bà được tới rồi. Bây giờ nhưng mà nghe tao nhắc nè. Sao? Cái bệnh này á là mất trí nhớ. Dạ. Cho nên mày nói càng ít càng tốt phải chứ. Nói nhiều nó lộ. Hiểu không? Yên tâm nha. Giúp em nha. Rồi rồi, tao chỉ mày nha. À. Vô đây, bà vô đây. Trời ơi, tới ngày khui hụi rồi. Vô đây. Kỳ này bà nhường tôi khui trước nha. Bà, tôi đang tính năn nỉ bà đợt này bà cho tôi khui hụi đi. Tôi thấy chồng bà là xã hội đen thiếu gì tiền. Ê, nói gì đó? Trời ơi, tại sao ai cũng đồn chồng tôi là xã hội đen hết trơn vậy? Rồi đồn ảnh chồng cái gì? Chồng cây cần sa gì đó. Bà ấy, chồng tôi mà chồng nửa cây tôi nứt họng tôi chết á. Ảnh không có chồng. Ảnh đợi người ta chồng. Sắp tới mùa thu hoạch rồi ảnh mới kéo đàn em tới ảnh hốt. Vậy là đi ăn cướp rồi còn gì nữa? Nói gì? Không ăn cướp. À không, ý tôi nói là chồng chị là đi đường tắt, rất là thông minh. Nhưng mà thực ra đợt này chị cứ cho tôi hốt hụi đi, tôi đang rất là cần tiền đấy. Trời ơi, bà đi thẩm mỹ viện nữa hả? Cái gì? Chị nói cái gì? Chị nhìn kỹ mặt tôi đi, mặt tôi coi còn chỗ nào sửa được không? Sửa được tôi bay về Việt Nam, tôi vào khơ thị tôi sửa mặt ngay. Trời, bà này bà ghen dễ sợ. Bà bây giờ còn sửa chỗ nào được nữa. Bà về đó người ta chỉ có cắt cái đầu của bà thay cái đầu mới thôi. Cái gì? Ở khơ thị người ta cắt được cái đầu mình nối vào cái đầu khác à? Trời ơi, quan tưởng quá đi trời ơi. Người đó người ta chỉ làm cho đẹp thôi chứ ai mà cắt đầu. Nhưng mà cần tiền để làm gì mà gấp dữ vậy? Ôi, nói thật tình chị em với nhau. Đợt này tôi cần tiền để đi đến tiệm hột xoàn Hưng Phát USA. Bà này bà mê hột xoàn quá. Đâu có, chả là sắp tới là kỷ niệm 15 năm ngày cưới của vợ chồng tôi. Kỷ niệm ngày cưới thì chồng mình nó phải mua hột xoàn cho mình. Mắc gì bà phải đi mua? Ô bà Kim, bà lấy chồng Việt Nam mà bà không hiểu tính đàn ông Việt Nam à? Đàn ông Việt Nam là không bao giờ nhớ kỷ niệm ngày cưới hay ngày sinh nhật của vợ. Cứ đến ngày đấy bà thích cái gì bà cứ đi mua. Mua xong về bà cầm cái bill bà đưa vào cho chồng bà tính tiền. Trời ơi, ve yeah, cái gì mà ve yeah. Tại vì vợ xấu quá nó quên. Thử vợ đẹp coi nó quên đâu. Giống như tôi nè, tôi đẹp quá mà ông đâu có dám quên.
Ổng đi làm về có bao nhiêu tiền đưa cho tôi, nhiệm vụ của tôi ở nhà trang điểm cho đẹp rồi xài tiền của ổng. Thế là bà có một người chồng quá ư là lý tưởng rồi đấy. Chưa lý tưởng nha. Người Mỹ, người nói người chồng lý tưởng là người Mỹ, nó nói là người chồng nào mà làm có được nhiều tiền mà vợ xài không kịp đó mới lý tưởng. Tôi đang kiếm nè, hôm nay coi có anh nào coi được được tôi hốt luôn, tôi bỏ thằng chồng của tôi. Trời ơi, thời buổi này tìm đâu ra một người chồng lý tưởng như thế, có nước mà lấy Hoàng Kiều. Hoàng Kiều đó có lấy bà đâu bà, Hoàng Kiều mà ta lấy 27. Mà hả, bà thì đâu có bận tâm gì về đường con cái đâu, tôi thì một nách ba đứa con gái luôn. Bởi vậy hả, người ta nói là diamond forever, kim cương là một cái gì đấy vẻ đẹp vĩnh cửu quý giá, nên tôi cứ phải mua dự trữ từ từ để mai mốt con gái tôi nó lớn nó lấy chồng chia cho mỗi đứa một tí cho nó có của hồi môn. Một tí cái gì, bà đeo cái hột xoàng nào hột xoàng ấy, trời ơi trời, lỗ đầu người ta mà bà nói một tí. Trời ơi, có một tí đấy chứ mà sưu tầm mãi nó được một rổ đấy bà. Bà biết làm sao không? Gì? Thực chất ra là tôi mê hột xoàn. Nhưng mà cứ bận lắm, đâu có thời gian đâu mà đi mua. Ở nhà đếm tiền suốt. Mà cửa hàng Hưng Phát USA thì rất là đảm bảo uy tín. Tôi cứ vào trang nhà của họ, tôi search, tôi tìm một cái hột xoàn nào thích, họ gửi về cho mình. Đấy, tận nhà luôn mà đảm bảo nhá, uy tín hàng thật mà nước tốt nữa. Đấy, tôi đeo nè, bà thấy trời đẹp không? Ơi. Đấy, thôi, đẹp luôn. Kỳ này á, bà nhường cho tôi đi. Cho tôi hốt, tôi ra đó, tôi cũng lượm mớ hột xoàn coi. Nhà tôi cũng còn mấy cái rổ để chống đó. Ta nói à, cũng mua đeo của ổng nè, toàn đồ Hưng Phát không đó chứ. Đấy, đấy. Nhường tôi nha. Ủa mà sao kỳ nha, cái ông Tùng mỗi lần mà khui hụi là ổng gọi điện nhốn nháo hết, mà hôm nay không gọi. Đó, sáng nay tôi mới thấy chồng tôi đứng mài dao, tôi mới nhớ ra hôm nay là ngày khui hụi. Bình thường ấy mà mỗi lần khui hụi là cha Tùng hay tổ chức tiệc Tùng lắm. Mà hôm nay không có tiệc thì ít nhất hai chị em mình đến cũng mời mỗi người bát yến xào đúng không? Đằng này không có yến mà lại nhà cửa vắng tanh như đám ma. Đến đám ma còn có cháo mà húp mà. Anh Tùng ơi! Anh Tùng ơi! Tùng ơi Tùng! Anh Tùng! Anh Tùng ơi! Anh Điều! Anh Điều! Sao Điều hiu thấy ghê vậy? Sao thế? Anh sao vậy anh? Ngồi ngồi đi bình tĩnh, có chuyện gì mà mặt hớt hải vậy? Chủ gì? Sao thế anh? Tôi chưa thông báo cho hai bà nghe chuyện buồn. Ủa chuyện buồn gì? Em tôi thằng Tùng á. Sao ông bị gì? Tối qua tôi bị đụng xe. Chết rồi hả? Chết rồi hả? Chết rồi hả? Chưa chết. Mừng quá. Mừng quá. Chưa chết. Chết. Vậy thì cứ kêu ông giao hụi cho tôi xong rồi ông chết luôn cũng được. Trời ơi. Ông đau giờ ông sao? Ông đau rồi. Dạ, nhưng mà bác sĩ nói nó bị cái bệnh amnesia. Trời ơi, ở Mỹ mà sao ngu quá vậy? Vừa mới đụng xe đem vô cấp cứu điền, đem qua Malaysia chết chắc. Cái gì? Đem qua bỏ làm chi? Đem Malaysia hồi nào? Mới nói đó. Amnesia là cái tên bệnh mất trí nhớ. Mất trí nhớ hả? Bệnh mất trí nhớ. Mất trí nhớ mà có nhớ tiền không? Có nhớ tiền của tôi không? Có nhớ tiền không? Nó không có nhớ đâu. Hả? Hả? Mất trí nhớ là sao mà nhớ được? Hôm trước tôi thấy nó có đem một đống tiền mặt về đây nè, tôi nghĩ đó là tiền hụi. Rồi tôi hỏi nó không nhớ gì trơn á, là tôi sao không mà không đây. Nhớ được? Trời đất ơi, anh em với nhau như ruột thịt, làm sao mà không nhớ được? Bà giấu tiền đâu chồng bà biết không? Chồng tôi dí xuống vào đầu tôi cũng không có nói nữa. Đó, muốn gì là anh em mà sao không biết được? Nhưng mà cái bệnh này á, ở Mỹ người ta đã chứng minh rồi là có trí nhớ mà có quên hết, chỉ có tiền là không quên một đồng một cắt để đâu cũng nhớ nữa đấy. Bởi vậy tôi nói ông nghe, bệnh này nó hay bây đó. Giờ cứ cách gì thì cách, ông cứ vào ông lôn Tùng ra đây, tôi nói chuyện một cái là ông nhớ ra hết. Không được, nó không nhớ gì đâu. Tôi nhớ mà nói. Bây giờ nhớ mà, ông cứ vào ông lôn Tùng ra đi. Không đó thì ông đợi tôi đi, tôi gọi chồng tôi qua tán đầu nó xúc cái não ra nó nhớ à. Trời ơi, trời ơi, chồng tôi rảnh ở nhà đang mà giao đó. Bà sao nói chi năng gì ác đức vậy? Giờ... Người ta ai mà đi làm là bộ giả bị tai nạn bao giờ? Trời ơi, đi vào coi, kêu ông Tùng ra đi, nhanh kêu Tùng ra đây, kêu ông Tùng ra. Trời, đẻ lên, chết tôi rồi bà ơi. 80.000 làm sao tiền đâu cho đi mua hộp xoàn được nó đây. Sao? Trời ơi, tôi lo quá bà ơi. Chết rồi. Biết như nào. Tùng kìa, Tùng ra, ông Tùng ra kìa. Tùng ơi Tùng, sao tàn tạ dữ vậy? Trời ơi, ông Tùng ơi. Sao thế này? Chết rồi, ông bị gì vậy? Đi đâu? Vô ngồi nghỉ liền đi anh. Ông đi đâu? Trời ơi, để xe nó đụng mà tan nát mặt mày. Tránh ra coi. Mày. Ông Tùng ơi. Ông Tùng.
Sao chào ổng mà ổng bơ bơ vậy? Ông Tùng chết rồi. Nè, ai là Tùng? Mày là Tùng với ai? Mày là em tao, tao là anh mày nè. Trời ơi, ông quên hết, ông không nhớ. Ờ, sao chào, chào đi, chào. Mày là Trần Tiêu Tùng. Ờ, sao ngơ ngơ vậy? Tùng chào. À. Chào Tùng. Hả? Trời ơi, cái gì vậy? Cái gì mà Tùng Tùng hết trơn vậy trời? Đâu có được. Mày nhớ lại coi, mày là Trần Tiêu Tùng. Ờ. Mày là em tao, tao là anh mày nè, mày không trời nhớ ơi, hả? Bà ơi, giờ làm sao giờ bà? Hả? Em là Trần Tiêu Tùng. Ừ. Ủa, anh tên gì? Trần Tiêu Điều. Cười gì vậy? Cười gì vậy? Tại tôi thấy buồn cười quá. Bộ cha mẹ ông hết tên hay sao mà đặt hai cái tên hai anh em mà như là rớt vào hố đen thế. Má tôi nói á, hồi nhỏ tôi sinh ra tôi đẹp lắm. Ồ. Sợ ông bà bắt mất. Ồ. Nên mới đặt cái tên thiệt là xấu là Trần Tiêu Điều để ông bà đừng có bắt. Cái mặt ông hồi nhỏ đẹp lắm hả? Ừ. Nhìn mặt vậy mà đẹp mới ghê chứ trời ơi. Đó. Cái mặt cái hàng xóm gặp tôi là cứ bồng á, cứ nựng nựng giống như nãy giờ bà nựng vậy đó. Nựng riết rồi hai má tôi nó sệ luôn vậy. Thì đúng rồi, người ta nựng ông nhiều tại người ta tưởng ông là con chó mạch sệ đấy. Ta mới nựng. Giờ này còn quan tâm cái chuyện đó nữa. Ủa mà hồi nhỏ ông đẹp rồi ba má ông đặt tên xấu cho ông bà đừng có bắt. Ừ. Còn ông nội này ông xấu sẵn rồi đặt tên xấu luôn chi vậy? Có bật tên đẹp cũng đâu có ai bắt đâu. Đấy, bởi vậy. Tại ba tôi họ Trần, má tôi người Việt gốc qua họ Tiêu. Ừ. Nên nó ghép hai cái họ là đặt tên cho tụi tôi. Trần Tiêu Điều. À. Trần Tiêu Tùng. Ừ. Cũng may là có hai anh em á, đẻ thêm đứa nữa chẳng lẽ đặt là Trần Tiêu Tiêu Chạy. Cái gì vậy bà? Bà này ăn nói dơ giấy à. Bà đi kỳ. Bây giờ tôi mới là Trần Tiêu Đời đó nơi nè. Này này, tôi là Trần Tiêu Tan luôn đây này. Bây giờ tắt này, ngàn đâu. Này. Khôi này, 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 tôi nói ông biết nha. Ông bị gì chúng tôi không biết. Ngày hôm nay công việc của chúng tôi đến đây để là khui, khui, khui đi, khui, khui, khui. Đúng. Bây giờ mình phải khui bia ăn mừng. Cái gì? Ừ. Cái gì vậy? Trời ơi, chưa có hổ bụi mà lâu mà khui bia ăn mừng. Trời ơi. Ông ơi, ông nhớ lại đi ông. Này, hai bà này là ai vậy? À, đây là bà Kim, bà Chi. Hai người chơi hụi với mày, mày là chủ hụi đó. Nhớ không? Nhớ. Kim Chi. Bà Kim. Bà Chi. Không phải. Bà Kim Chi. Tôi là Kim. Kim Chi. Đúng rồi. Tự nhiên thèm thịt bò Hàn Quốc quá. Cái gì vậy? Không nhớ rồi kìa. Anh ơi. Thịt bò chấm mắm tôm ngon quá em thèm. Đó thấy chưa? Sao nhớ nhớ lúc quên. Thịt bò ai chấm mắm tôm? Trời ơi khổ quá mà. Ông hỏi cái vụ tiền đang để đâu coi. Đây nè. Dạ. Mày nhớ kỹ một lần nữa đi. Ừ. Mày để tiền ở đâu nói anh lấy đem trả cho người ta. Trong ngân hàng đấy, ngân hàng đấy. Hay là mày bỏ trong city box ở ngân hàng. Ờ. Nói đi ngày mai tao chở mày ra ngân hàng lấy. Ngân hàng là gì? Hả? Em chỉ biết hai chữ nhà hàng hả? Trời ơi. Mày lôi ông bà lôi ổng vô đây coi. Trời ơi, sao ngơ ngác ngác vậy? Không nhớ gì hết. Ông vào đây. Trời ơi, để tụi tôi. Bây giờ không nhớ tiền bạc của tụi tôi. Mày nhanh nhẹ tay giùm cái bà ơi. Trời ơi. Tôi đang bệnh đó. Cái này số mấy? Ừ. Số 3. Đó, bắt đầu nhớ rồi đó. Bắt đầu cái này nhớ. Số mấy? Số 8. Đúng rồi, 80 ngàn của mình. Đúng rồi. Tổng thống Mỹ tên gì? Tập Cận Bình. Hai. Trời ơi. Tổng thống Mỹ mà ông đổi thành chủ tịch Trung Quốc luôn mới ghê chứ trời. Trời ơi, 80 ngàn đô Mỹ mà bây giờ ông đưa 8 ngàn tiền Trung Quốc chắc tôi giết ông quá. Anh hai, em sợ quá anh hai. Mỹ. Đừng tiếp. Cái bệnh này đó mà bà làm ồn ào quá nó sẽ bị mất trí vĩnh viễn hiểu chưa? Để tôi. Em, anh dạy em mà sao em mau quên vậy? Ừ. Tổng thống nước Mỹ là cái ông Dano gì nó nghe coi. Em nhớ rồi. Tổng thống Mỹ là McDonald. Ba người bất trí hả? Tổng thống Mỹ là McDonald. Ta là Donald Trump. Trời ơi. Ai mà nhớ. Sáng nào cũng ăn McDonald hết thì nhớ McDonald thôi. Tổng thống có cho cái bánh nào đâu mà nhớ tên ổng. Trời ơi. Bây giờ ổng tên gì thì kệ ổng đi. Quan trọng là giờ 80 ngàn của tôi nè. Thôi nè. Dạ. Bà bình tĩnh đi. Bà đừng có làm ồn. Không làm ồn phải không? Bây giờ tôi hỏi tên một người này là ổng biết liền à. Ổng nhớ rõ nè. Nhớ chồng tôi là ai không? Đấy, chồng bà là nhớ ngay. Nhớ. Chồng bà là cảnh sát. Chuyên đi bắt xã hội đen. Mày mới nói gì vậy? Dạ, anh ơi. Thường mà cái nhan sắc này là cảnh sát nó thấy nó hay bắt nhốt lại lắm á.
mà sao ông cảnh sát nó chịu lấy bả làm vợ vậy anh hai? Cái gì vậy? Mày nhất ờ dạ đứng ở đây dạ mày bên đông phải dạy mày dạ không bao giờ bình phẩm nhan sắc của phụ nữ hay chưa. Xin lỗi bà, có lẽ nó uống nhiều painkiller quá cho nên mắt nó mờ không có thấy cái nhan sắc tuyệt vời của bà. Ghê, tôi xấu là chết với tôi vậy. Dạ. Bây giờ tôi nói hai bà nghe. Ông bà đừng có nghi vấn gì hết. Tôi thấy tình hình này ông Tùng ổng bệnh nặng dạ, lắm đúng rồi. Rồi mình phải có cách nào mình chữa trị cho người ta để cho người ta hết bệnh. Ông theo cái kinh nghiệm nhiều năm mà làm y tá trưởng của ông hả? Ừ. Thì cái bệnh cà chớn này bao nhiêu lâu thì nó hết bệnh? Có thể vài ngày. Ừ. Vậy được. Có thể vài tuần. Ừ. Cũng có thể vài năm. Cái gì? À. Dẹp. Vài năm mất giá tôi hết. Nhưng mà mau chậm là ăn thua cái cách mình điều dưỡng và cách đối xử của người chung quanh. Tôi yêu cầu các bà phải nói năng nhẹ nhàng. Đừng có để thằng em tôi nó giật mình, nó sẽ bị mất trí vĩnh viễn. Đúng rồi. Hay chưa? Đúng rồi. Rồi, nhẹ nhàng. Bây giờ bà mấy bà phải nhẹ nhàng. Ý cách không, không, không. Bây giờ cách gì phụ, cách gì mà bằng mọi cách trong Tùng hết bệnh là tôi phụ ngay. Bây giờ cách gì ông chỉ đi, tôi làm ngay luôn. À, mình phải cho nó uống những loại thuốc bổ. Và những loại vitamin phục hồi trí nhớ. Rồi, được rồi. Tôi đến pharmacy, tôi mua thuốc bổ cho ông Tùng nhé. Dạ khoan. Còn nữa. Còn cái chế độ ăn uống dinh dưỡng nữa. Vậy hả? Dạ. Ăn uống hả? Dạ. Anh Tùng, từ sáng giờ anh ăn gì chưa? Anh chưa ăn gì hả? Thôi để đó em đặt đồ ăn cho anh nhé. Alo, Quán Hương hả? Dạ, cho em gặp anh Hoài Tâm ạ. Anh Tâm ơi, anh cho em đặt một con gà con hầm sâm cao ly, nấm đông cô, bạch quả, nhãn nhục nha. Dạ sao anh, gà con hết rồi hả? Thì mình nói với bào ngư tôm hùm cũng được. Cho vậy bào ngư tôm. Em quên hết rồi. Bây giờ ba không à. Dạ, tại giờ sáng tôi nói nó ráng hết bệnh đi, tôi dẫn nó đi ăn lobster với scallop. Ôi bà cứ nghi ngờ làm cái gì, ổng bệnh thật rồi, mất trí nhớ. Để đó tôi đi ra tôi mua đồ ăn với lại mua thuốc bổ cho ổng nhé. Dạ dạ, sáng đó mua thêm ít trái cây. Ít trái cây dạ, mà hôm nay uống tụ sinh nhiều quá nên cần uống ăn trái cây cho nó mát. Dạ. Mà muốn ăn trái cây gì? Dạ nho, cam, táo, chuối gì cũng được, miễn là cái nào miễn có là vitamin C với lại potassium là được. Mấy cái đó đâu có khôi phục trí nhớ anh hai. Chứ em muốn ăn gì? Dạ sầu riêng Mã Lai, nhãn Hawaii, dạ chôm chôm Thái Lan. Hả? Cái gì? Bệnh gì ăn cái thứ ác nghiệt không vậy? Ăn cái đó bên nước này nó còn mắc hơn ăn gà ăn vịt nữa. Mắc là gì vậy anh hai? Không anh có hai, đâu. Anh hai. Chắc có lẽ là nó mới đọc trong cuốn sách chữa bệnh bằng trái cây. Đây này, chữa bệnh bằng trái cây này. Bà sao bà cứ đặt nghi ngờ suốt rồi. Người ta đã bệnh thật rồi, người ta u cả cái đầu lên. Bây giờ này, mấy người ở đây nhá, chăm sóc anh Tùng hộ tôi nhá. Tôi đi ra ngoài tôi mua thuốc này, mua đồ ăn này, mua tất cả mọi thứ về đây cho anh Tùng nhá. Rồi, tôi đi. Tôi mua thì mua nhanh đi. Rồi, tôi đi ngay. Bà Kim. Cái gì? Giờ còn của mình bà đây, tôi biết bà cái tánh bà thì nóng nảy. Tôi nhờ bà chuyện này, bà chịu khó chăm sóc, chiều chuộng nó một chút xíu thì bệnh nó mới mau hết. Nó hết rồi thì nó có tiền trả cho bà ha. Ngoài lấy giùm em ly nước đi. Kêu ngoài lấy cho nó ly nước kìa. Không, kêu bà. Ngoài lấy giùm con ly nước đi. Hay quá, đây là triệu chứng nó bắt đầu phục hồi trí nhớ rồi. Nó nhớ ngoại nó. Bà làm ngoại, bà ngoại nó đi. Ngoại dạ con, đợi ngoại chút nha. Ngoại dạ, từ từ lấy nước cho con. Nước hả con? Dạ, thông cảm mà ngoại dạ, từ từ lấy chai nước. Nước hả con? Nước hả con trai? Sao dứt vậy con? Đâu rồi? Ở dưới kìa. Dạ, má lấy chai nước lên cho con đi. Đợi ngoại mà già lắm rồi. Đi nhiều khi một tháng mới lấy được. Ngoại. Nó mới kêu má. Tức là nó nhớ má nó rồi. Trời ơi, chăm sóc. Má. Má nè con. Má nè, con muốn gì? Má lấy chai nước, lúc con uống đi. Má lấy chai nước, đúc uống. Nhớ là được tới má rồi. Nhớ tới má rồi. Từ. Uống đi con. Thả quạt. Sao con? Thank you. Đó. Biết thank you rồi. Biết thank you. Trời ơi. Mừng quá. Mà lấy cái gối kê cái chân cho con đi. Nè con gối nè. Kê chân lên con. Kê chân lên. Đã không con? Hồi nhỏ má hay bóp chân cho con lắm á. Hồi nhỏ má bóp chân, má thương má bóp chân á. Má chăm sóc cho con. Sắp phục hồi trí nhớ rồi.
Con tôi khát sữa bú tay, ai cho bú thép mà ngày dài tôi mang ơn. Con muốn bú sữa quá. Bà nội cha mày. Phan. Trời ơi, cái mặt mày bây giờ con nội bú hả? Mặt mày là cai sữa 3 năm nay rồi. Bà. Trời ơi, nó mà bú sữa thì banh bồn sữa nó hay gì. Bà Kim ơi, nhẹ nhàng, không có được làm cho nó bị sốc. Sốc cái gì? Con đất người ta tao ngó được cái mặt, cái cưng bó mặt, cái nhìn cái bằng mà bằng não đó kìa trời. Anh hai, anh hai. Bà muốn có tiền không? Muốn, muốn, muốn. Chiều chuộng nó đi. Chiều chuộng, chiều chuộng. Chuộng. Ờ, má, má, má nè con. Mà lạ quá à. Má xin lỗi. Con nhức đầu quá. Trời ơi, nhức đầu rồi kìa. Trời, bây giờ làm sao ông? Chăm sóc cho nó đi. Bóp cái đầu đi. Bóp đầu cho nó đi. Để má bóp đầu cho con nha. Bóp đầu mà. Ây da, ây da. Đau quá, đau quá. Sao mà bóp vô cái chỗ u của nó vậy? Ây da, đau quá. Ủa, nó bị đụng xe sao mà. Mà sao, tại sao bóp vô nó kêu chịu chết vậy không? Nhiễm trùng. Tôi phải để một cái cây của trụ sinh vô chọc. Bóp vô nó kêu à. Báo hiệu tới giờ phải bơm thuốc vô. À vậy hả? Cái lỗ đây bơm thuốc vô hả? Dạ. Trời ơi, bỏ kỹ kỹ chứ sao bóp vô cái nó xì hơi, nó kêu chiếu chiếc. Anh hai ơi. Sao sao? Giờ em nhức cái dài quá. Nhức cái dài, nhức cái dài. Đây đây đây, bóp vô, bóp dài cho nha. Bóp dài cho, bóp dài cho nha. Bóp dài cho nha, bình tĩnh nha. Đúng rồi. Bóp da cái dây nó liên quan tới cái đầu. Bóp cho nó mau tỉnh, tỉnh hơn nha. À, em đi bóp cũng được ha. Sao? Chút nữa mình tiếp nhiều hơn chút. Cái gì vậy? Đẹp bóp. Đây. Bóp mạnh quá. Đây, bóp cái gì? Có cái đấy đây. Đồ ăn thức uống này. Sầu riêng mã lai là có sầu riêng mã lai trong anh đây. Đúng, qua 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 bên đây. Bóp bóp trái cây. Ô, trời ơi. Đấy, nó nặng quá mà nó tuột ra luôn này. Đấy, đấy. Thơm quá. Thơm không? Đấy, biết thơm là tỉnh rồi. Ủa, trái này ăn làm sao? Trời, trái này hả, ăn dễ lắm. Lột cái vỏ ra, lấy cái ruột ra, vứt cái ruột đi, nhai cái vỏ, nuốt cái vỏ trong họng là hết bệnh rồi. Trời đất ơi. Ủa, ăn vậy hả? Ừ. Tuốt cái vỏ này vô rồi cái miệng nó tét sao? Có đâu, cái miệng này nó nuốt ba trái này cũng chưa tét đâu. Thôi, bây giờ tôi ở đây, tôi cũng chăm sóc nãy giờ rồi đó bà Chi. Hả? Ờ, tôi chăm sóc rồi. Thôi bây giờ là hồi nãy bà nói với tôi là bà thèm ăn xoài đúng không? Tôi ra tôi mua cho bà trái xoài, bà cạp cái hộp. Thôi bà này bị điên à. Dầu sôi nửa bỏng không lấy 80 nghìn tự nhiên đi rủ đi ăn xoài. Bà cứ nghe lời tôi đi, bà đã mệt từ sáng tới giờ rồi. Để anh em ta nghỉ ngơi rồi tiền đâu người ta nhớ ra. Họ thân quá, này tôi không có mê xoài. Tôi không mê hột xoài, tôi mê hột xoàn hơn. Thì cứ ra ăn hột xoài trước đi rồi lát có hột xoàn. Không, tôi nghe lời xoàn. Tôi đi bà. Mà tự nhiên nó bảo người ta đi. Cho người ta nghỉ ngơi mà. Trời ơi, cái gì mà tự nhiên đi này. Trời ơi. Hai cái con mẹ ngu ngốc. À, thấy không? Bà Chi là cái con mẹ khờ nhất. Đã vậy còn có ba đứa con gái xấu đều. Bởi vì ăn xong suốt ngày làm kiếm tiền mua hộp xoàn. Để làm gì? Mốt đám cưới bùng của chứ làm gì. Nhưng mà em nghĩ không ai lấy ba con quỷ đó đâu. Còn cái con mẹ Kim nữa. À, thấy không? Bà ngu mà lúc nào bà cũng tỏ ra nguy hiểm hết. Mà cái lúc mà bà tỏ ra nguy hiểm là cái lúc bà xấu đau, xấu đớn, xấu banh nhà lòng luôn á. Mày im cái miệng lại. Mày đừng có tự phụ. Cái kế này chỉ quản binh thôi. Nhiệm vụ mày là phải lo kiếm tiền để trả cho người ta. Nghe chưa? Em biết rồi. Nhưng mà... tao chưa bao giờ làm ba cái chuyện gian dối như vậy. Mà vì mày tao mới làm. Bây giờ mở nhà. Tao đi làm. Rồi, chưa? Rồi, yên tâm đi. Em kiếm tiền em trả cho người ta. Làm cái gì? Không đi đâu. Ủa? À, sao nó lẹ quá vậy? Vô đi. Vô đi. Làm chi cho nó mệt cũng biết nữa à. Ờ, hai bà quay lại. Quay lại cái gì mà quay lại hả? Nghĩ sao mà bỏ con vịt vô đây hả? Trời ơi. Trời đất ơi, tưởng tụi tôi con nít hả? Trời ơi. Bây giờ bước qua bên. Bây giờ bà có muốn tôi nghe nó nói xấu bà không? Nó nói lúc nào? Đây. Trời. Điện thoại tôi đó. Bà để quên điện thoại ở đây luôn hả? Để quên cái gì? Tôi để lại để gài chứ để quên cái gì. Trời ơi, bà bước ra đây. Bà nghe đây nè. Ừ. Trời ơi, qua mắt tôi hả? Nói xấu bà đây nè. Hai cái con mẹ ngu ngốc. Nhất là cái con mẹ Chi. Bà khờ dễ sợ luôn vậy. Được cái bà đã có ba đứa con gái xấu đều. Bởi vì ăn xong suốt ngày bà làm kiếm tiền mua hộp xoàn để sau này đám cưới bù của. Nhưng mà em nói anh nghe, ba con quỷ đâu mà ai lấy đâu.
Đó, bà thấy chưa? Trời ơi, trời ơi. Bà nói xấu bà, nó nói bà khờ đó. Đẻ con xấu như quỷ. Tôi không ngờ là cha Tùng này cha dám nói tôi khờ, mà nói tôi ngu ngốc, mà nói con tôi xấu nữa. Cảm ơn ông nha. Nhờ ngày nay ông nói như thế mà tôi bớt khờ nhá. Bây giờ nè, bà xong rồi tới phần của tôi, nó cũng chửi tôi chứ đâu có vừa vậy. Nghe. Còn cái con mẹ kiếm, trời đất ơi. Bà ngu mà lúc nào bà cũng tỏ ra nguy hiểm. Mà cái lúc bà tỏ ra nguy hiểm là cái lúc bà xấu đau, xấu đớn. Bà xấu banh nhà lòng luôn. Đó, bà thấy chưa? Nói mình vậy đó, may là tôi để lại tôi thu đó. Thôi bà, tôi nghi ngờ rồi. Bây giờ tôi có cách rồi. Gì? Bà đưa cái điện thoại này đi. Tôi đem đến, tôi nộp cho Polis. Nói Polis đây là cái bằng chứng tố cáo người ta quỵt tiền mình cho vào tù. Hơi đau, người ta có câu vô phúc đáo tụng đình. Chờ được dạ thì má đã sưng. Hơi đau vậy, bà không biết chồng tôi là ai à? Tôi gọi một cuộc điện thoại thôi, coi nó trả hay không. Ông xã hả? Ừ, em nè, ba chanh dây của em. Ê, bà cho tôi hỏi ý kiến. Chồng sao đen mà sao tên Thánh Thiện, ba chanh dây. Tại tôi khoái uống chanh dây, ông đặt cái tên vậy cho tôi vui. Anh ơi, người ta giật tiền em đó anh. Mà giật tiền em là anh biết giật tiền của ai rồi phải không anh? Thôi, đem hàng qua kia cho nó mệt. Anh cứ đi người không, sẵn á, đem cái cây chanh dây qua đây cho em. Lấy chanh dây nặng nước cho em uống. Còn lấy cái gai chanh dây đó, anh đè thằng Tùng xuống, anh khều hai con mắt nó lên cho em. Chị kìa, bà chắc chữ vậy? Chị Kim, chị Kim. Dạ. Đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn chị Kim. Dạ, chị chọt đuôi mắt em rồi, em đâu còn thấy đường để đếm tiền hụi trả chị. Vậy bà ác. Bà ác quá. Sống như vậy thất nhân thất đức lắm. Mình sống mình phải từ bi. Bà làm như vậy làm gì cho cực. Bà cứ cầm trái lựu đạn qua và ném thẳng vào nhà chúng nó cho nó chết banh xác là nhanh. Anh hai, mình chết chùm đó anh hai. Mày lo tao theo chứ gì nữa. Không ơi, anh em như thể tay chân. Mày im đi đây. Dạ, cứu em đi anh hai. Thưa hai bà, tôi biết là nãy thằng em tôi nó làm ba cái trò lừa gạt như vậy là không có đúng. Với lại nó có lỡ xúc phạm là chê hai bà xấu. Đó, đấy, cái chỗ đó đó. Tiền bạc đối với tôi không có quan trọng. Mà tôi biết chắc nó cũng không dám giật tôi. Nhưng mà cái quan trọng là nó dám chê tụi tôi ha. Mà quan trọng nhất là nó chê tụi tôi xấu. Ở trên đời này tối kỵ nhất của người phụ nữ là chê ngu và chê xấu. Ngu à, có thể bỏ qua. Nhưng mà xấu á, thì tôi thù triền kiếp. Tới đời cháu, đời chắc tôi cũng bắt nó phải trả thù. Dạ, yeah, tôi biết. Tôi biết bà thù truyền kiếp, tới đời cháu mới bắt trả thù. Nhưng hai bà cũng đừng có quên, hồi nãy hai bà cũng đã chê hai anh em tôi mới sinh ra đã xấu rồi mà. Dạ đúng rồi. Không có sao. Này, ông lại đây tôi nói cho ông biết. Dạ. Người ta có câu trai tài gái sắc đúng không? Đàn ông mà người ta có chê xấu thì cũng không sao. Tại đàn ông đâu còn đẹp. Còn phụ nữ chúng tôi là cấm tiệt không được chê xấu. Khi mà chê phụ nữ xấu mang một cái tội rất nặng, đấy là tội hình sự. Trời ơi, cái gì dữ vậy? Đấy, bởi vậy bây giờ ông trả tiền đi. Trả tiền cho chúng tôi đi. Dạ. Dạ tôi tính vậy. Để ngày mai đi, tôi sẽ chạy lên ngân hàng thế chấp căn nhà này, rồi rút tiền ra trả tiền hụi cho hai bà. Đấy, cách đó được đó bà. Tôi thấy được đấy. Dạ. Thì cái anh hai. Trời, công nhận anh hai sáng suốt dễ sợ luôn vậy anh hai. Nhà giờ nó có giá lắm. Anh hai rút ra 100.000 đi. 80.000 mình đưa lại cho hai chị. Còn 20.000 anh hai cho em làm vốn. Em thề với anh hai, kể từ bây giờ em sẽ làm ăn chân chính bằng hai bàn tay. Mày làm cái gì? Em sẽ kéo máy, chúng chắc mát kiếm tiền trả anh ha. Đập chết cha mày bây giờ. Không, không có. Mày kéo ha. Mày kéo là xuống hòm luôn ha. Anh em như thể tay chân mà anh hai. Dạ như vậy có được không phải hai bà? Được rồi. Ngày mai á, lo mà kiếm tiền trả cho tôi. Không có, tôi dẫn chồng tôi qua tới, nghe chưa? Dạ. Còn biết qua mà cảm ơn người ta. Dạ. Dạ em cảm ơn chị đẹp. Chịu. Dạ. Em cảm ơn chị khôn. Đấy được đấy. Dạ, nói chung là tính tôi từ bi lắm. Người ta quan niệm rồi, tiền không là tất cả, nhưng mà muốn có tất cả mình phải có tiền. Đấy, bởi vậy cứ trả tiền là xong hết. Trả tiền đi. Dạ, rồi để anh hai em cầm nhà rồi trả tiền lại cho rồi, anh rồi, chị. Rồi tôi lo. Dạ. Nè. Dạ. Qua cái việc này mày có học được cái gì không? Dạ có. Mình không có nên lường gạt người khác. Sai. Đó không phải là bài học lớn. Bài học lớn là không bao giờ chê đàn bà xấu. Đúng. Dù họ có xấu thiệt. Cái gì?